Cái gì? Chúng mày lại đòi bỏ nhau á? Lạ nhỉ? Sao chúng mày nói chuyện đơn giản như là mua mớ rau mớ cỏ ngoài chợ ấy nhỉ? Hơi một tí là mở mồm ra đòi ly hôn. Mẹ dạy mày như thế hả Minh? Mẹ, nhưng mà cô ấy quá đáng mẹ ạ. Mẹ ơi, anh ấy đi làm về nhá, nói chuyện điện thoại cả tiếng đồng hồ luôn. Con hỏi là ai nhất định không nói. Không tình yêu tình báo thì là cái gì? Cái gì mà tình nhân tình báo? Người ta nói chuyện công việc đàng hoàng. Công việc đàng hoàng? Mẹ xem anh ấy kìa. Này, anh đi đâu đây? Ở đây nói chuyện rõ ràng xem nào. Còn con nữa, hơi một tí là ngoặc cái mồm ra thế nhỉ? Phải biết kiềm chế bản thân chứ. Đã là phụ nữ ấy, nếu không khéo léo thì bớt cái mồm lại. Đàn ông ấy, họ ghét nhất là cái tính cằn nhằn đấy nhá. Mẹ mình thấy thái độ của anh ấy còn gì nữa hả? Thôi, mẹ không nói chuyện với các con nữa, nhức hết cả đầu. Mẹ! Mẹ! Trời ơi, mẹ mua nhiều thế, sao mẹ không gọi ship? Ui giời ơi, hơi một tí là gọi ship. Mà con cũng lười lắm cơ. Ngủ mãi đến trưa mới dậy thì đi ra chợ còn cái gì nữa. Chính vì thế mà mẹ phải mua nhiều đồ ăn thế này đấy. Mà mẹ nói cho con biết nhá, từ khi con về làm dâu nhà này, con chưa nấu được một bữa cơm ngon nào cho chồng cả. Hơi tí thì gọi ship, có khách đến thì đòi ra nhà hàng. Đàn ông ý, họ yêu qua đường dạ dày đấy. Chính vì thế mà con phải yêu thương chồng con vào, rồi học nấu ăn đi, nấu cho nó những bữa ăn ngon vào thì nó mới không đi lén xén ra ngoài được nữa chứ. Thật thế hả mẹ? Chứ còn gì nữa? Thế mẹ nói đùa à? Thôi, đi về. Ôi! Trời ơi, sao mà lại về đến thế chứ lị? Mùng tơi phải nhặt từng lá một chứ không phải là rau ngót đâu mà con tuốt như thế. Nhìn đây này. Đấy. À, để xong cái ngọn cấu đi. Đấy con làm đi. Để con làm. Ơ, anh Minh ạ. Alo anh à. Đây mẹ anh nấu cơm này. Ơ, alo. Alo. Sao đấy? Anh Minh bảo là không về ăn cơm mẹ. Em yêu vậy? Em ăn cơm trưa cho anh mà. Không cần đâu, anh bận lắm. Thì dù gì em cũng mang đến rồi, anh ăn đi. Lát anh đi ăn với bạn rồi. Anh Minh, sao anh không đợi em mà đã xuống đây rồi? Mọi người đang đợi anh đi ăn đấy. Này, cô là ai mà ăn nói linh tinh thế hả? Giới thiệu với cô, tôi là Linh, thư ký mới của công ty. Mà cô là giúp việc nhà anh Minh à? Cô cầm cơm về đi. Từ bây giờ anh Minh đã có tôi chăm sóc rồi. Cô nói gì vậy? Đấy là vợ tôi đấy. Kiểu vợ. Vợ nghe anh giải thích đã. Không phải giải thích cái gì hết. Bây giờ ấy, anh có người chăm sóc đào hoàng tử tế rồi. Thích nhá. Chuyện không như là em nghĩ đâu. Anh cũng không biết tại sao cô ta nói như thế nữa. Thực ra anh với cô ta không có gì cả. Không có gì á? Hả? Mày giải thích đi. Thế này là như thế nào? Vì nghi ngờ nên tao đã đi theo dõi. Tao nói cho mày biết nhá, cái nhà này này không có thói ong bướm lăng nhăng ở bên ngoài đâu nhá. Mẹ ơi, chuyện không như là mẹ nghĩ đâu. Con cũng không hiểu tại sao cô ta nói thế nữa. Không có gì à? Không có gì mà lúc nào cũng dính đến nhau. Về đến nhà rồi còn buôn chuyện đến nửa tiếng đồng hồ, lại còn chăm sóc cho nhau nữa, thế là thế nào? Thực ra bây giờ bên công ty cô đang có cái dự án lớn, nên là phải nói chuyện trao đổi thường xuyên với nhau. Này, bất kể là lý do gì tao cũng không chấp nhận được nhá. Còn nếu mà nó trong sáng ấy, mày gọi nó đến đây, ba mặt một lời xin lỗi vợ mày đi. Không cần thiết á, đuổi việc nó luôn. Kìa mẹ, nhưng mà Linh nó là thư ký tốt, thư ký giỏi. Bây giờ bảo đuổi việc đuổi sao được mẹ. Này, xã hội đầy thư ký tốt nhá, không có đứa này thì có đứa khác.
Mà cái loại thư ký không biết giữ mồm giữ miệng như nó thì trước sau cũng hỏng việc. Mà tao nói cho mày biết nhá, nhà này chỉ duy nhất một đứa con dâu tên là Diệu thôi. Còn mày cứ lén phén linh tinh bên ngoài, đừng có trách mà mẹ quá đáng đấy. Đi. Ơ này, dạ. Thế sao không gọi cái Rượu xuống ăn sáng đi? Vợ con dậy từ lâu rồi mà mẹ. Con ngủ dậy là không thấy đâu rồi. Không thấy đâu á? Vâng. Thôi chết rồi. Này à. Hay là nhỡ nó nghĩ quẩn nó bỏ đi đâu thì sao? Rượu ơi, Rượu. Này mẹ nói cho mày biết nhá, nếu có chuyện gì xảy ra ấy, mày đừng về cái nhà này nữa. Mẹ bình tĩnh đã. Giờ con với mẹ đi tìm mà được cái gì? Anh ơi, anh cho em hỏi một chút ạ. Anh thấy cô gái cao tầm này, tóc vàng vàng đấy qua đây không anh? Anh, em chào anh ạ. Anh có thấy cô gái cao chừng này, tóc vàng vàng đi qua đây không ạ? Không, không biết. Vâng, em cảm ơn anh. Ủa, anh đi đâu đây? Sao thở dốc thế kia? Này, mới tập thể dục xong à? Em đi đâu vậy? Thì em đi chợ. Hôm trước nha, mẹ đưa em đi chợ. Xong rồi mẹ dạy em chọn cá này, chọn rau này. Hôm nay mua được hơi bị nhiều đấy. Thế có phải là em bỏ đi à? Bỏ đi á? Ừ. Bỏ đi đâu? Anh... Mà nhá, hôm qua em có xem được cái clip ở trên mạng. Cái chị ấy làm vợ nhưng mà không biết làm cái gì cả. Xong rồi chồng chán, chồng bồ bịch cái thứ. Trông đáng thương lắm. Anh... Cho nên là ấy, từ ngày hôm nay em sẽ quyết tâm trở thành một người phụ nữ đảm đang. Để cho anh không thoát khỏi được tay em đâu. Em không sợ chuyện hôm qua nữa chứ? Có chứ. Anh đừng nghĩ thế mà em bỏ qua nhá. Em thù hơi bị dai đấy. Với cả cô ta là người công ty anh. Anh tự đi mà xử lý đấy. Mà em nói cho anh biết nhá, cô ta nói được như thế với em, với anh ấy, tức là cô ta sẽ nói được với tất cả nhiều người nữa. Anh tự đi mà giải quyết đấy. Anh xin lỗi vợ. Thực ra đợt này ở công ty anh cũng hơi nhiều chuyện, nên là anh hơi vô tâm với em. Lại còn trách em ghen tuông vô cớ nữa. Mà anh thề nhá, anh mà lăng nhăng ấy là kiếp sau anh là con kiến cho em dí chân lên luôn. Tha lỗi cho anh nhá. Để xem đã. Thế là thế nào?